Quang Diamond xin kính chào quý cô chú, anh chị, cô bác cũng như là các bạn thân mến đã trở lại kênh YouTube của Diamond nha. Thì hiện tại giờ Diamond đang ở phường Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, quý cô chú anh chị của tỉnh Tây Ninh. Đây là trước mặt quý cô chú anh chị là chùa Kén, quý cô chú anh chị. Thì hôm nay Diamond có cái duyên lành đến đây để là chia sẻ tại nơi chùa Kén cho bà con cô bác cùng xem và khám phá nơi đây. Cái ngôi chùa này có từ bao giờ và do ai đến đây để thành lập ở đây ha quý cô chú anh chị. Thì Diamond xin mời quý cô chú anh chị, bà con cô bác cùng các bạn thân mến theo chân Diamond để vào bên trong tìm hiểu về ngôi chùa này ha quý cô chú anh chị. Bên tay phải của quý cô chú anh chị đó là tượng Phật mẹ Nam Hải, quý cô chú anh chị. Mẹ Nam Hải đang cỡ rồng ở trên một cái hồ. Thì tí xíu nữa Diamond sẽ chia sẻ cho bà con. Còn hướng bên đây là đoàn của Diamond sau khi đi thiện nguyện từ miền Trung và du lịch, kết nối du lịch từ miền Trung đến là miền Tây. Thì trên đường đoàn thì cũng có ghé thăm chùa và viếng chùa và cũng như đi du lịch các điểm du lịch ở các tỉnh miền Tây cũng như miền Trung. Chia sẻ cho bà con cô bác cùng xem luôn. Thì xin mời bà con cô bác theo chân Diamond để tiến vào bên trong tìm hiểu ngôi chùa Kén Tây Ninh. Diamond xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn thân mến đã trở lại kênh YouTube của Diamond. Thì hiện tại giờ Diamond đang ở chùa Gò Kén, quý cô chú anh chị, ở khu vực gần núi Bà Tây Ninh, quý cô chú anh chị. Đây là một cái ngôi chùa là em đang quay trước mặt quý cô chú anh chị. Đây là tượng Phật Nam Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn ha quý cô chú chị. Hai bên thì Diamond thấy có là có rất nhiều vị là Hán đó. Đây là đoàn của mình, đây là chị Thu. Hôm nay là một cái chuyến trong ngày để kết thúc cái chuyến hành trình vừa đi vừa thiện nguyện và du lịch ha quý cô chú chị. Dạ, hello cô. Hello. Chào cô. Cô đi chùa sớm quá ha. Đây là tượng Phật Nam Thích Ca Mâu Ni trong cái lịch sử là đang nhập niết bàn ha quý cô chú anh chị. Đây là tượng Phật Bà. Phật Bà đâu? Phật Thích Ca Mâu Ni đang nhập niết bàn. À, tượng Phật Thích Ca nằm nha cô chú anh chị. Bây giờ Diamond xin kính lễ Phật ha. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay nhóm tụi con đến đây để là xin phép để là ghi hình chia sẻ cho bà con cô bác một cái ngôi chùa rất lâu đời luôn. Đó là chùa Kén ở Tây Ninh. Ngôi chùa này thì tọa lạc ở xã nào thì Diamond chưa có biết, thì tí xíu nữa Diamond sẽ hỏi thăm bà con cô bác ở đây để chia sẻ cho bà con cô bác ha. Dạ cô, chùa Gò Kén này còn nó tọa lạc ở đây là ở nơi nào cô? Đây là Hòa Thành Tây Ninh. Hòa Thành Tây Ninh ha, xã Hòa Thành Tây Ninh mình ha cô. Dạ con cảm ơn cô. Bà Phú Hộ nữa hả? Sao nhiều tên vậy? Hôm nay là có cái duyên lành đi chùa với cô chú anh chị. Thì trên cái chuyến đi thiện nguyện cũng như là đi khám phá du lịch thì mình cũng ghé qua các chùa để là kính lễ Phật. Và đầu tiên á, là trong năm đầu tiên thì nhưng mình nghĩ rằng mình đi chùa để là cầu an, cầu an, cầu phúc, cầu cho gia đạo của mình. Đúng rồi đó, ơi bà luôn á, tiếng Thanh. Ông cứ đứng đây đi để chi cho. Ở đây bà con cô bác có thể đến đây, thứ nhất là tham quan tín ngưỡng Phật pháp, và ngoài ra là mình còn có là chụp hình check in quý cô chú chị cũng rất là đẹp luôn. Đây là mình để lại một cái kỷ niệm để cho con cháu sau này
còn thấy những cái hình ảnh thân thương ha. Đẹp lắm, có đẹp và đẹp. Chụp rất tuyệt vời luôn đó. Chụp rất là tuyệt vời ha. Vừa lên. Đó. Đã là cho Thiền Viên nè. Cảm ơn. Đó, anh chụp cửa là đẹp lắm. Năm bảo hộ chụp hình đẹp thiệt. Thằng này cái năm bảo hộ hoài, năm đằng tiên người ta. Bên trong đây là gì mình thấy có những vị La Hán nè. Nam mô vậy. Đây là các ngài đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni đang quỳ trước cái thời cái giờ mà Phật đang nhập Niết Bàn ha quý cô chú anh chị. Mà bà con cô bác di chuyển về bên đây. Đây là một cái tháp quý anh chị. Có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tầng. Có tháp có 9 tầng. Bên hướng bên kia là mẹ Quan Âm. Đó, tượng mẹ Quan Âm quý anh chị cũng rất là lớn luôn. Ở Tây Ninh ở đây thì xây toàn là tượng to quý anh chị. Có cho anh bê hoa lắm. Cái đẹp mà. Cái đẹp chú đây. Chú là người chăm sóc kiển ở trong đây hả chú? Dạ. Chú chăm sóc ở đây được là bao nhiêu năm mà chú? Đốc mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi ha. Trời mới về tới giờ. Dạ. Đẹp quá ha, chú cắt cái hình cây kiển này rất là đẹp. Cây này gọi là còn gọi là cây gì chú? Cây xanh hả? Dạ. Chú Gò Kén mình chú có biết là có tự bao giờ không chú? Đây là đang Gò Kén có 100 mấy năm rồi. Dạ, có là 100 mấy năm rồi ha. 121 tới giờ. Dạ. 100 mấy năm rồi hả chú? Dạ. Dạ. Cũng rất là đau đời hả chú? Dạ. Cái thời mà ông cố em bắt đầu là gặp bà cố em á. Hoàn thành mấy năm. Dạ. Ngày xưa thì nó có một cái sự tích gì không chú? Không. Dạ. Dạ. Ông có chọn địa điểm ông cất chùa. Dạ. Thì ông lên đây ông cái vùng đất này cái gò cái kén không à. Kêu dạ. Hồi đó kêu đây kêu cái gò kén. Dạ. Thì ông thầy Giác Hải muốn cắt cái chùa đây. Ông là chùa Thiền Lâm. Nhưng mà cái tục địa phương á, cái địa danh nó gọi là Gò Kén. Là dạ. Kêu chùa Gò Kén. Tại có nghĩa ở đây ngày xưa có nhiều cái cây kén ha. Nhiều lắm. Cái điếc kén còn có trồng lại. Ở trên cái gò có nhiều cây kén. Trồng lại cây kén bên kia rồi. Dạ. Lát qua bên kia có cái cây kén mình. Trồng lại cho biết giữ gốc cái thường xưa là cây đó không à. Mà cái cây đó là bao nhiêu năm rồi? Cây đó thì mới tạo dựng lại đây thôi, cây chắc cũng còn mới trồng lại đây thôi. Dạ. Lên rừng kiếm cây đó về trồng. Dạ. Ồ, con cảm ơn chú nha. Dạ. Dạ. Góc mấy bên núi á, cây nào mà không có, có bông có gì đâu mà lá không như lá mít trên nó đó. Dạ. 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 Bà con cô bác có thể thấy khi mà mình bước chân vào chùa Gò Kén á thì mình thấy những cái mô hình bố trí tượng Phật cũng như là những cái tảng đá viết về những cái câu thơ đó rất là nhiều luôn quý cô chú anh chị. Hiện tại giờ người ta còn đang làm một cái chú gồ đó quý anh chị. Ở đây thì có các vị La Hán nè quý cô chú anh chị. Ở đây có 18 vị La Hán quý cô chú anh chị. 18 vị La Hán. Đây là Bán Thát Ca, như là Thám Thủ La Hán nè. Nhân Uyết Đà là Bố Đại La Hán. Còn là La Hầu. La là Trầm Tư La Hán. Đó là những gì. Mỗi một vị La Hán đều thể hiện một cái tính cách. Ô quý khu chúng gì Trầm Tư La Hán này là chợ Hán này hay kiểu như Trầm Tư đó quý anh chị. Mỗi vị là Hán đều có một cái ý nghĩa ha. Mình đi chung với đoàn thì mình cũng không có thể nào mà quay cận cảnh và
chia sẻ cặn kẽ được. Mong bà con cô bác cũng thông cảm ha. Bây giờ thì mời bà con cô bác qua bên đây. Hướng này là hướng mẹ Quan Âm Bồ Tát đang cầm một cái cam lồ ha. Dạ. Dạ để con mua giùm. Rùa. Quá trời luôn nè. Ồ quá trời rùa luôn. Hôm nay hình như nó rùa nhiều hơn cá. Quá luôn. Cái này thấy rồng, có được kìa, thấy rồng không? Quá trời, nó lè kìa, nó ngóc đầu lên kìa. Rùa quá trời luôn. Ồ, rùa quá rùa luôn. Rùa quá rùa, nói chùa quá chùa. Rùa quá rùa mà quên nói chùa quá chùa. Đó, ồ, đây là tượng Phật mẹ Quan Âm. Đó, ở dưới bên dưới là đang đứng trên là một cái chú rồng, ha quý anh chị. Đó. Đây con mua giùm cho. Đây là tượng Phật mẹ Quan Âm. À đang xây đứng trên cái chú rồng ha quý chú anh chị. Tượng mẹ nhìn cái hình ảnh của mẹ khuôn mặt rất là hiền hậu đó. Quý chú anh chị cầm cái bát cam lồ của chú chị. Còn đây là 4.000 tiên cá. Đây là ngũ long công chúa ha quý chú chị. Thật sự là cái chỗ này mà chụp được 5.000 tiên là đẹp lắm nha. 5.000 tiên cá. Đưa cho anh áo vàng quay giùm đi thiệt nha. Bấm cho voi, bấm cho voi thì. Chứng rồi, 5.000 tiền lên, 5.000 tiền ơi. Rồi, đây. Nhà có 5.000 tiền. Nhà có 5.000 tiền. Nhà một hai ba lắm. Ba lắm. Một hai ba lắm. Nhà có năm lần tiên hai ba lắm lắm ơi lắm luôn xong rồi chưa em chưa xong để em lắm lại anh ra đi anh níu ra nhỏ này ok dạ. Đẹp quá mọi người đây. Rồi, bây giờ tới bốn công viên bốn anh đi bốn chàng vô đi. Rồi vô đi, bốn chàng cầm cho. Nay nhóm của đoàn mình hôm nay là cái ngày là kết thúc mình chia tay quý chúng vị. Nên là đến chùa Gò Kén để là thắp nén hương cho mẹ Quan Âm. Trước mặt đây là chị Thu ở Mỹ và cô Mười, chị Tiên, chị Lô đang thắp nén hương mẹ Quan Âm. Con chào cô nha. Cô giữ ở đây được lâu chưa cô? Cô là giữ đây năm mấy rồi. Năm mấy ha. Dạ. Hồi trước thì cô làm với chánh điện, cứ rút xong với chánh điện rồi thầy đưa lên đây nay năm mấy. Dạ. Ở đây mình gọi là như thế nào cho đúng cô? Ở đây hả? Dạ. Là ý con là muốn nói hỏi ý sao? Muốn nói là mẹ Quan Âm. Thế này là Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát đang cầm. Trên là mẹ Nam Hải. Mẹ Nam Hải. Cái dạ. Cái nơi đây mình đã làm có lâu chưa cô? Hay là mới đây? Cái này á là thầy xây dựng hồi 2012. Dạ. Nhưng mà có 2017 mới hoàn thành. Dạ. Vậy là mình được 7 năm hả cô? 7 năm rồi. Thầy về đây là thầy nhận là 2007. Dạ. Thầy đủ duyên thầy về đây thầy nhận cái chùa này là 2007. Khi 2010 thì bên giáo hội là trao huy chương cho thầy là 2010. Dạ. Yeah. Là bên Phật giáo. Dạ. Yeah. Giáo hội. Dạ, con cảm ơn cô nha cô. Con chúc cô nhiều sức khỏe ha. Rồi, cảm ơn cô. Dạ, thân tâm là tu hành tinh tấn nha cô. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Con ở đâu?
Dạ con ở Đồng Tháp. Đồng Tháp hả? Dạ. Ừ, lên lên hồi nào sớm vậy? Con lên đây hai bữa. Giờ về luôn á, đi đâu? Giờ hôm nay là đoàn của chúng con vừa đi thiện nguyện, rồi vừa đi du lịch, rồi đi thăm các chùa chiền. Dễ hả? Dạ. Ừ, đi cũng nhiều. Dạ. Hành trình của tụi con đi là... Đi vậy nào mà. Dạ. Dạ. Đi ra. Chó à. Đi ra. Mà, dạ. Mà con đi rồi con về thấy cái chùa này sao? Thấy chùa này rất là tĩnh lặng, yên tĩnh đó con. Rồi rất là... Rồi là có sự... tĩnh lặng. Vô đây cảm thấy nó... Ờ, cái con đi hôm nay này, dưới cầu con giữ. Dạ. 19 này, dưới con năm này. Dạ, 19 dưới con năm. Thành, lễ khánh thành luôn. Dạ. Bữa nay mùa 10 rồi nè. Dạ. Mấy bữa nữa tất. Cái hướng bên đó là hướng nào con? Kinh Lưng. Kinh Lưng hả? Ờ, Kinh Lưng. Là cái nơi bên đó là... Con xe Kinh Lưng là con dưới con xây. Con chỉ chạm vào nhẹ thôi, con xây nhẹ thôi. Là nó sẽ quay. Dạ. Rồi nhưng mà nó có một cái... ấy trình của thầy giáng lên bên đó đó, còn xuống dưới còn đọc nè. Dạ. Có cái tấm bảng thầy giáng lên. Dạ, đó. Còn cảm ơn con ha. Nó nhiệm màu lắm á con. Dạ. Xuống dưới con niệm Phật con quay đi. Dạ. Đây à, quý cô chú anh chị, bên đây à, nghe cô nói à, rất là linh thiêng. À, mình muốn qua đây để khám phá chia sẻ cho bà con cô bác tí xíu ha. Ồ, bên này có nhà không biết có bị bản quyền ha, hình như là bị bản quyền á. Ồ, sự kiện và ý nghĩa của Kinh Luân. Ở đây là những cái cá Kinh Luân hả quý vị. Kinh Luân hai bánh xe cầu nguyện là một trong những phương pháp thực hành tâm linh đơn giản và hiệu quả nhất. Bất kể bạn có phải là tín đồ Phật giáo hay không, chỉ cần quay hoặc ở gần một Kinh Luân, bạn sẽ nhận được những năng lượng từ trường an, lành vô cùng là tích cực, khiến tịnh hóa vô vàng nghiệp xấu và giúp thân tâm trở nên an lạc. Ồ, nghe đọc cái câu đầu không là mình thấy nó cũng có cái sự đó là gọi là tâm linh quý anh chị. Việc lắp đặt Kinh Luân mang cho một lợi ích ý nghĩa vô cùng lớn lao khi an vị nè. Kinh Luân ở trên cao, tất cả những chúng sinh phía dưới cùng chạm vào hoặc là trực tiếp đón nhận lượng gió phát ra từ Kinh Luân, hay chỉ cần có là duyên chiêm bái đều có thể là giải thoát khỏi khổ đau của loài ngạ quỷ. Khi đặt Kinh Luân trên ngọn lửa, tất cả chúng sinh ngửi mùi khói hoặc là nhìn thấy tia sáng phát ra từ ngọn lửa đều được là giải thoát. Kinh Luân được đặt trên là mặt đất, tất cả cả chúng sinh chạm vào là mặt đất đó cũng phải khỏi mọi đau đớn khổ sở của quỷ đói. Đợi là một Kinh Luân trong nhà sẽ mang lại từ trường an lạc quân binh vô cùng là tích cực. Các bậc thầy kim cương vừa dạy rằng gần một ngôi nhà có Kinh Luân sẽ được là bảo hộ như là Bồ Tát La, cội tịnh độ của Đức Quan Âm, mà không có sự là sắp đặt phong thủy hoặc là an vị nào khác. Nếu biết cách an vị một Kinh Luân quân nơi nhiều người qua lại và nơi như là thiên đường ghé thăm, thì đó sẽ là bánh xe chuyển pháp quỷ đại chúng sinh hữu tình hay vô tình có phúc duyên nhìn thấy bánh xe này sẽ tức thời tiêu tan mọi phiền não. Ồ quý vị, đây là hiện tại Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là những cái Kinh Luân nào quý vị chú vậy đó. Ồ đây là lần đầu tiên như mình thấy là Kinh Luân luôn á. Ờ cô mình say vậy đó hả cô? Ở đây có một cái Kinh Luân. Ồ, có một cái Kinh Luân lớn ha. Do ở đây có nhạc bản quyền cho nên mình tắt cái heo với chung vậy. Đây là mình xây Kinh Luân. Kinh Luân sẽ xua tan đi muộn phiền quý anh chị, thân tâm an lạc. Ở đây mình có chụp hình luôn ha. Mỗi người đều chạm vô đây, quay vô đây quý anh chị. Chạm vào Kinh Luân. Ồ, quá đẹp luôn ha. Mang cái ý nghĩa tâm linh cũng rất là ý nghĩa quý anh chị. Làm đi mình
Rồi thôi, hôm nay chị làm caramel luôn hả chị? Làm caramel chị luôn. Làm tiền đô hả? Ôi. Phải mất phải trả bằng tiền đô, biết nó có tiền trả không? Hôm trước được ăn lô tô được mấy tiền đô gì phải trả thôi đó. Tiền đô. Này chắc không có tiền trả cho caramel đâu. Em tự quay đi. Quay đi chắc đúng không? Chứ không có tiền đâu trả. Anh Niu trước là mết đang xây. Xin lỗi quý anh chị. Chạy nhỏ đi những cái buồn phiền. Đẹp quá chị. Sáu ba cái. Dạ. Năm ba cái. À, mình cũng xá bạc trả luôn. À, quý cô chú chị thì Di Minh cũng giữ là động đã quay kinh luôn rồi. Cảm thấy sau khi quay rồi mình cảm thấy nó vừa quay mà vừa nghe kinh rồi cảm thấy nó thân tâm, nó an lạc quý chị. Nghe nói rất là nhẹ nhõm luôn. Thường thường là ở đây khách người ta hay đi vào buổi nào cô? Chiều. Gió chiều cây này bữa thu đi bữa đó có gió không ta? Chiều nó giữa đồng ruộng á, sẽ dạ. Rất là mát. Vô chánh điện ha. Giờ mình sẽ di chuyển qua chánh điện của chùa. Ở đây trang trí cũng rất là mát của cái chuyện. Xung quanh thì có rất là nhiều cây xanh luôn. Đây là chánh điện của chùa Ngọc Kén nha. Có lịch sử là hơn 100 năm quý vị. Đây, trước mặt của chủ gì là chánh điện này. Trước mặt quý cô chú chị là tượng Phật mẹ của ông, tượng Phật mẹ Nam Hải, đây là Nam Hải mẹ của ông. Nam mô A Di Phật. Tượng mẹ Nam Hải quý cô chú chị. Đố chị biết đây là tượng nào đây? Mẹ Nam Hải. Mẹ Nam Hải. Đó, mẹ Nam Hải là cỡ rồng đó. Tượng là thường thường mẹ Nam Hải là cỡ rồng. Có rồng, đúng rồi. Mẹ Quan Âm là không có rồng. Dạ. Ồ ồ. Cây bùi đời này chắc con nghĩ chắc từ mấy trăm năm á cô. Tại vì cái cây bồ đề ở nhà con là cả trăm năm rồi mà nó còn phân nửa cái cây này à. Cây này nó gấp ba luôn quý cô chú anh chị. Ồ, có nhà không biết chút rồi dính bán quỳ không. Ồ, cây bồ đề này quá tàn luôn. Tinh Phật cũng có cái có bán quỳ có cái không cô. Dạ. Bây giờ mình vô chánh điện ha, mời bà con bác theo chân mình. Sau khi những ngày vừa trải qua là thiện nguyện cũng như là trao quà cho bà con bác miền Trung cũng như là miền Tây thì đoàn của Duy Minh cũng di chuyển về chùa Gò Kén ở Tây Ninh, có tuổi đời hơn trăm năm. Quý cô chú anh chị, ngôi chùa cũng rất là linh thiêng. Và khi mình đến đây thì cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng. Đó, tại vì mình Nam Mô A Di Đà Phật. Ô chùa. Tại vì mình tắt máy vì mình kính lại mấy ông cái, xin phép mấy ông cái ha. Vâng, vì mình cũng vừa vào bên trong kính lại cũng như là lại Phật bên trong rất là nguy nghiêm luôn quý cô chú anh chị.
nên là Duy Minh cũng không có thời gian để quay cho bà con cô bác. Trong lúc cúng lại thì mình không có quay được với cô chú anh chị. Hy vọng là một cái dịp khác Duy Minh sẽ đến đây để là quay cận cảnh cũng như là quay rõ ràng cho bà con cô bác cùng xem nhé. Bên trong nó thật sự là rất là nguy nghiêm luôn và tĩnh lặng. Khi mình đến đây mình có cái cảm giác rất là tuyệt vời, thân tâm của mình rất là an lạc và cũng như là mình cảm thấy không có một cái lý do gì mà đầu óc mình nó vướng bận hết quý cô chú anh chị, cảm thấy rất là nhẹ nhàng luôn. Đó. Đây là một cái video phải nói là đầy những cái rồi là những cái cảm xúc quý cô chú anh chị, nó thật là cảm xúc luôn. Đó. Đây là các vị La Hán nè. 18 vị La Hán ở trước chùa. Thì cái cổng chùa thì rất là xa, mà ở đây thì là giữa đồng ruộng quý cô chú anh chị, bà con cô bác thấy lúa không? Đó, và rất hình ảnh nằm ở giữa đồng ruộng này rất là đẹp luôn và rất là thoáng mát. Mong rằng bà con cô bác xem video này có ai từ ở miền xa có thể là về đây ở là chùa Cán Tây Ninh quý cô chú anh chị, để ghé đây một lần ha. Thì video đến đây là Duy Minh cũng xin chân thành cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều đã xem hết video của Duy Minh. Xin chúc cho bà con cô bác thật là nhiều sức khỏe ha, vạn sự bình an, thân tăng âm lạc, tu hành tinh tấn. Còn đối với bà con cô bác thì luôn luôn lúc nào cũng ở không có đạo thì cũng được mạnh dồi khỏe khoắn nè. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Xin chào bà con và hẹn bà con cô bác lại một cái video tiếp theo ha.